Như đã nói ở video trước thì hôm nay mình sẽ đi chụp kỷ yếu với lớp. Mình đang tìm một cây son hợp nhất để ngày mai đem đi theo chụp luôn. Ở đây mình đang có 8 cây son trong bộ sưu tập Mellow Misty Velvet Matte, có đa dạng từ màu nhạt đến đậm. Bao bì đóng gói nhỏ nhắn khá là xinh và đơn giản. Cây son bên trong nhỏ gọn dễ cầm và đầu son cũng dễ tán nữa. Đầu tiên thì mình sẽ swatch thử trước màu NU02. Đây là một màu đỏ hồng có pha chút nâu nhạt. Chất son lên tay cũng rất là mịn. Cá nhân mình thấy thì màu này khá xinh và hợp với những bạn có nước da trắng hoặc là da trung tính. Khi mà dùng lượng vừa đủ thì nhìn sẽ rất tự nhiên và màu này không quá đậm, nó vẫn có pha chút màu đỏ hồng, có thể son đi học hoặc là đi chơi nè. Tiếp đến là màu NU06, đây là màu có vẻ khá trầm, nhìn bên ngoài thì nó như là màu nâu đậm vậy á. Cây này thì mình nghĩ cũng không kén màu da và có thể dùng làm lớp base để mix thêm với màu khác nữa nè. Chất son lên môi rất là mịn luôn, nhưng mà nếu đi quá đậm thì nhìn môi mình sẽ hơi tối á. Còn đây là cây BB01, mình rất là ấn tượng với màu này vì màu son quá đẹp, một tông màu đỏ nâu thiên đỏ nhiều hơn. Khi son lên môi thì mình cũng bất ngờ vì màu này làm da mình sáng hơn á. Trong túi son của mình có rất là nhiều màu tương tự như thế này, tại vì da mình hợp với những màu đỏ nâu kiểu vậy á. Mình thuộc loại da trung tính, tại vì mình đi nắng cũng nhiều nên nói chung là không phải dạng nước da trắng hay gì đâu, mà cũng không quá ngâm, thì mình thấy màu son này là ok nhất luôn. Kế đó là BB02, nhìn vỏ ngoài thì mình tưởng là một màu nâu đậm, nhưng mà khi swatch lên tay thì nó là một màu giống với màu đỏ rượu. Và chất son này thì nó không mịn như những cây trước, nhưng mình thấy khi test lên môi thì nó chỉ đậm hơn màu BB01 có một tí thôi và thiên đỏ nhiều hơn, tông khá trầm. Cây này make up rồi đánh lên thì sẽ hợp hơn. Còn đây là BB03, màu của nó cũng tương tự hai cây trước luôn, nhưng mà chất son này thì mịn hơn nhiều, có ánh nâu nhiều hơn nữa. Với lại những cái màu son này mình thấy dùng cho lớp make up đậm hoặc là nhạt đều rất là ok. Màu son này giữ tiệc hay đi chơi là tuyệt vời, và mình nghĩ là nó cũng không kén màu da. Và mình còn có một cây BB04 nữa, hình như là càng về sau thì màu sẽ càng đậm hơn hay sao á. Màu son của cây này thì rất là nâu mà cũng rất là đỏ luôn, ý là ở ngoài mình thấy nó đậm á, nhưng mà mình cũng không biết miêu tả sao nữa. Khi đánh lên môi thì mình thấy nó có tí cam cam. Màu son này chắc là kén da vì mình thấy da của mình nó không được nổi bật cho lắm. Tiếp theo trên tay mình đang là màu OR01, màu này thì khá nhẹ nhàng trong trẻo, kiểu như là màu san hô mà có tí cam cam, chất son vẫn rất là mịn màng dễ tán. Màu này sẽ hợp với nước da trung tính nhưng mà màu son hơi sáng. Khi nhìn tổng thể thì màu của cây này nó không hợp với gương mặt của mình cho lắm, nhưng mà sẽ thích hợp với bạn nào thích cái màu nhẹ nhàng này hơn. Cuối cùng là cây BK01, đây là một màu hồng đất có chút ánh đỏ, màu son rất là mịn màng. Bình thường thì mình không hợp với màu hồng đất cho lắm, nhưng mà cây này thì có tí ánh đỏ nên là nó cũng ok. Tuy nhiên thì màu son này sẽ hơi làm xỉn màu răng một tí. Đó là lý do mà mình thích những cái màu tông tối hơn, vì răng của mình sẽ trắng sáng hơn. Đặc biệt là dòng son này cũng lì cho nên là mình không sợ bị trôi khi mà dùng đi ra ngoài đường. Như ở đây thì mình cũng đã lấy khăn giấy lau đi rồi nè, và lớp tint nó vẫn còn ở trên tay của mình. Hi, bây giờ mình đang ở trường để chuẩn bị chụp kỷ yếu rồi nè. À, mọi người nhớ follow Insta của mình nha. Còn đây là page Facebook. Mình sẽ đăng rất là nhiều ảnh trên Insta nên là mọi người nhớ follow nha. Đầu tiên thì tụi mình sẽ chụp với đồng phục trước. Con nhỏ này nè mọi người. Nó hôm qua nó nghỉ học mà nó không nói tụi mình. Đúng đấy. Mình đi học rất là đầy đủ luôn nha, nhưng mà tại đau bụng quá không có lết lên trường nổi. Tự nhiên sắp xa trường cái mình thấy sân trường hôm nay nó đẹp ghê. Giờ thì đám con gái của mình sẽ chụp chung trước vài tấm hình nè. Hình chụp ở bên studio thì tuần sau người ta mới gửi nên là mình chưa có đưa vào vlog cho mọi người xem được. Nếu mà mọi người muốn xem ảnh lớp mình chụp thì mọi người nhớ comment bên dưới nha, để mình sẽ làm một chiếc video ngắn về album ảnh mà mình đã chụp trong đợt ký yếu lần này. Vlog hôm nay thì mình chủ yếu là quay về cái ngày hôm đó mà mình đã đi chụp thôi. Còn hình ảnh thì không có nhiều tại vì đa số mình cũng chụp bằng điện thoại thôi à. Nhưng mà mình thích chờ xem hình ở trong máy ảnh hơn nên là mọi người nhớ đợi mình nha. Cái ba lô này là lúc trước tụi mình mua chung với nhau, mình thấy nó cũng đẹp, mang cũng tiện lắm luôn á, đi đâu mình cũng mang theo hết. Nhìn nó vậy thôi chứ nó đựng được siêu nhiều đồ luôn. Mấy anh chụp hình còn tưởng là tụi mình đi chụp quảng cáo không á, nhưng mà nhìn giống thiệt, tại đi đâu cũng khoe hết. Kha kha kha. Nắng quá. Đi thi hay. Em không nắng lắm nha, thôi xin qua đây. Đợi. Ủa chân này hả mấy? Lại một ha. Lùi ngay sau thấy nó luôn. Oh my god, nắng quá đẹp luôn. Tính ra là chụp bằng điện thoại thôi mà mình nhìn thấy cũng đẹp rồi. Không biết lên máy ảnh thì nó sẽ như thế nào nữa. Phải chi ngày nào đi học mình cũng xinh đẹp được như vậy. Lại chụp ba lô nữa nè. Mà thôi nhìn nó không được mượt lắm cho nên là mình cũng lười edit quá. Ủa thầy kìa. Wow, thầy tôi nè mọi người. Hello, xin chào mọi người. Em mình
chụp kỷ yếu nha mọi người. Ở sân trường chụp xong rồi nên là bây giờ tụi mình sẽ ra cổng trường chụp tiếp. Hello, 7:40 ladies and gentlemen, welcome aboard EasyJet Airbus A321. The flight number VJ975 from EasyJet International Airport to Phu Quoc Island, Vietnam. The flight time. Hello, mình thay đồ cử nhân xong rồi đây. Mình thấy mấy bộ cử nhân ở đâu chụp nó cũng giống nhau hết, nhưng mà công nhận là cái màu này nó đẹp thiệt. À khoan mọi người ơi, nhìn cái khúc này mình run quá à. Lúc này do chủ quan nên là lớp mình giữ đồ không có kỹ, có hai bạn bị mất đồ. Nói chung là đồ cũng có giá trị á. Là lúc này luôn nè, trời ơi, nhìn lại mà mình còn thấy ám ảnh luôn á, tại đồ của mình cũng để kế bên. Mọi người nhớ lưu ý một điều thật là kỹ nha, là khi đi chụp ký yếu thì sẽ hơi lu bu, dễ quên đồ đạc lắm, nên là mọi người luôn giữ kỹ đồ, đừng có chủ quan nha. 2-3 giây thôi là cũng có thể mất đồ liền luôn á. Đừng có để như mình, tới bây giờ mình vẫn còn run. Nói chung là cử nhân thì mình cũng chụp xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ về để chuẩn bị chiều còn đi chụp tiếp đây. 2 hours later. Dạ rồi, ok. Buổi chiều hôm nay thì tụi mình sẽ di chuyển ra chỗ chụp tiếp thôi. Trời mệt quá, tụi nó ngủ hết trơn rồi. Từ cổng đi vào công viên nó là một đoạn đường rất là xa, nhưng mà xe không có vào được, cho nên là tụi mình phải đi bộ vô. Ôi nhìn màu đẹp quá ha, trời cũng đẹp nữa. Hay là tụi mình chụp không có bị mưa hay là quá nắng. Hello bà, mua. Nhìn ai cũng bận yếm dễ thương quá nè. Đốt mọi người biết là concept gì. Hello coi, hay đồ thấy gì. Hello mọi người. Dễ thương quá, đồ dễ thương quá nè. Trời ơi, ơi bộ tao hâm mộ mày lắm. Lúc nào mày ra vlog bộ tao cũng vô kiếm tao hết á. Gì với mày thấy mục tiêu. Làm sao vậy? Chỗ tụi mình đi là công viên văn hóa Gò Vấp, và concept tụi mình chụp là concept nông thôn, thì nam với nữ đều bận yếm hết. Chỗ này gần sân bay có mấy chiếc máy bay bay qua nè, nhìn nó nhỏ xíu. Đi bộ vô siêu mỏi chân luôn, mà mình còn mang gì độn nữa. Hên quá đi, hồi cũng tới nơi rồi nè. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình, và hôm nay kênh của tao. Mình là kênh của chị Thiên Ái. Thì hôm nay mình có một cái sự review nhẹ nhẹ về thời tiết hôm nay. Hiện tại là trời đang rất là thời tiết đang rất là nóng và hầm. Nhìn lên trời thì mọi người thấy nó rất là đen nữa, nên là có vẻ buổi hôm nay nó cũng đen lắm rồi. Đây là công viên. Trời thiệt luôn á, nhìn như mấy đứa nhỏ đi nhà trẻ vậy á, không biết mình có lộn concept không ta. Làm gì đây? Làm gì đây? Con nhỏ này làm gì đây? Chạy chân nhẹ. Chịu thiệt. Ai mà biết được mình đang ở công viên giải trí trời. Ui, vô chụp thằng này nè. Nó lùi quá. Ở đâu? Giờ chụp ở đâu? Ê, màu đây đẹp. Đây màu đẹp nè, màu ảnh đi chụp cho. Ờ, à, đúng rồi. Đây, đây, chụp ảnh ơi. Màu 2. Ai đẹp. Trời ơi, mình còn để cái tóc này nhìn giống Wednesday ghê á. Gì đây? Con vuốt kìm cái tóc của tôi, cho cạnh coi. Đó đẹp quá hả? Ê, mấy đứa này nó điệu thiệt á nha. À, nó vui đời quá mẹ. Không, nhìn mày là cái quần của mày là đúng chất nông thôn rồi đó. Ở đây còn có một cái cánh đồng cỏ lao hay gì mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà nhìn nó cũng xinh xinh. Sao mình thấy nó không có giống concept nông thôn cho lắm. Thêm cái nón với cái ba lô nữa, y chang đi nhà trẻ luôn. Nhưng mà không phải riêng mình đâu, còn ba đứa này nữa nè. Lắc mấy cái rồi. Nè nữa nè, chị em Nhật Bản đang đi ngoại khóa. Tiếc ghê, mình cũng chụp nhiều nhưng mà bên studio còn đang chỉnh sửa chưa có xong. Mình cũng ít chụp bằng điện thoại nữa. Nói chung là chụp xong chỗ đó thì cũng đi về rồi. Tại buổi chiều mình chụp từ 2:30 đến 5:30 thôi. Có mấy bạn bận học á, nên là mình cũng không dám về trễ hơn nữa. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tới giờ
mình bận ôn thi nên là mình sẽ tạm dừng quay YouTube một thời gian. Nhưng mà chắc chắn là sau thi thì mình sẽ up lại video quá trình ôn thi của mình. Để theo dõi mình thì mọi người nhớ follow Insta của mình nha, tại vì mình sẽ update thường xuyên ở trên đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.